Chiều mùng 1 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Thượng tá Lê Mạnh Hà, phó trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua kiểm soát mã QR và đối chiếu dữ liệu F0 trên cơ sở dữ liệu dân cư, Bộ Công an thông báo có 43 người thuộc diện F0 di chuyển qua 43 chốt. Công an thành phố kiểm tra và phát hiện một số trường hợp bị trùng nên tổng số F0 qua chốt là 30. Liên quan các trường hợp này, Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin, qua xác minh ban đầu 10 người trong số này có giấy đi đường, còn lại được miễn giấy hoặc không có giấy đi đường. Những người này có trường hợp chạy xe ôm công nghệ, người đi xét nghiệm COVID-19, người thu gom rác, người đang đến khu cách ly tập trung. Trong số 30 người này có 8 người đã được đưa đi cách ly tập trung, 2 người đã khỏi bệnh, 1 người chưa thể xác minh, những người còn lại được cách ly tại nhà. Trước đó vào chiều 31 tháng 8, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết người dân chấp hành nghiêm chỉnh việc quét mã QR code để khai báo y tế qua phần mềm của Bộ Công an. Thông tin F0 được Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, liên thông phần mềm di chuyển nội địa của Bộ Công an. Người dân khi ra đường phải khai báo y tế qua phần mềm di chuyển nội địa. Nếu là F0 sẽ bị phát hiện đưa về địa phương cách ly xử lý. Phần mềm còn lưu lộ trình di chuyển giúp truy vết F0 nhanh chóng. Hiện công an thành phố đang phối hợp với sở y tế và các cơ quan liên quan để cập nhật cơ sở dữ liệu F0 hàng ngày nhằm thuận tiện và kịp thời phát hiện nếu F0 di chuyển trên đường. Cùng với đó, công an thành phố triển khai phần mềm tích hợp camera, khi người dân đã khai báo y tế khi lưu thông qua các điểm có camera chỉ cần quét mã QR code